Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại vườn đào Nhật Tân, khu trồng đào Thế và đào Cổ. Ở đây thì mình đã phát hiện ra hai cây đào rất là to, có thể là gọi là to nhất khu vườn đào Nhật Tân này. Hai cây này cao tầm khoảng 4,5 đến 5 mét các bạn, đường kính tán có thể lên tới 4 mét. Đây là những gốc đào mà được người dân ghép cách đây khoảng 5 tới 7 năm và bây giờ nó đã tán, nó bắt đầu hoàn thiện rồi. Đây có hai gốc. Cái gốc này ghép cũng khá cao, cành ghép khá cao. Khi ghép thì họ chọn những cái cành, những cái cây đào rừng đó các bạn. Chọn những cây đào rừng sau đó về nuôi những cây này và ghép lên trực tiếp những thân những cây đào rừng. Thì sẽ hoa để cho sớm, cho ra sớm hơn, nở sớm hơn và cũng tận dụng được cái sự khỏe của cái gốc đào. Như các bạn nhìn thấy đây này, hai gốc đào này rất là to, đường kính gốc cũng có thể lên tới khoảng 25 phân nha các bạn nhé, rất to. Những gốc đào to này chỉ có những cái đại gia rất là lớn thì họ mới chơi cũng được trưng bày, nếu mà chơi thì sẽ được trưng bày tại không gian lớn. Đây cũng một cây khác cũng rất là cao và to, dáng nửa thác đổ. Cây này đường kính khoảng 27 phân. Cây này tán thì dày hơn, các bạn ấy tán dày hơn. Và cái cành đào ghép ở trên những cái gốc thân gốc đào rừng này là hoàn toàn là đào bích của Nhật Tân, bông cũng rất là to. Các bạn ý là đây là một cây rất đẹp này, đó, cây này tăm rất là dày so với những cây kia. Đây cũng là một cây khác. Mình về vừa đào Nhật Tân cũng choáng ngợp với những cây này các bạn ạ. Tuy nó số lượng cây to này cũng rất là nhiều nhưng một số cây to như này thì rất là hiếm. Mình đếm trên lòng bàn tay cũng chỉ đổ về khoảng chục cây chủ xướng thôi. Đây, gốc này, đây là vật dài trực. Cây này thì tán hoàn thiện rồi. Cao, cây này cao khoảng 4m, 8-5m đấy. Cũng rất cao đấy các bạn. Để đạt được một cây đào như này thì người trồng mất từ 4 đến 5 năm. Có nghĩa là 4 đến 5 năm để ghép cái cành đào bích vào cái gốc đào Nhật Tân đấy, vào cái gốc đào rừng. Còn đây là một cây khác, cây này là cây đào tán tròn, là sản phẩm của một cây đào cắt cành nhưng mà qua nhiều năm họ không bán cắt cành, họ lại trồng thẳng luôn thành cái cây to như này. Đây một cây khác cũng rất đẹp các bạn này. Cây này là cây tầm trung thôi, cao cũng khoảng hơn 3,5 m thôi. Gốc cũng khá to, thân thì lồi lõm, tạo vẻ rất là cổ kính. Ngoài ra xung quanh cũng có rất nhiều cây đào nhỏ cao từ 2,5 m tới 3 m và đường kính gốc khá to. Nhưng mà dân mình thì rất là chuộng chơi cái đào gọi là đào tháp ấy các bạn, tại vì phù hợp với văn phòng. Một số công ty cũng thích chơi cái đào này. Chơi đào thế này thì nó sẽ rẻ hơn. Nghĩa là các bạn thuê đào thế này sẽ rẻ hơn so với đào tháp, tại vì đào tháp hiện tại ở Nhật Tân này là khá là hiếm và khá đắt. Đây cũng là một loại đào bonsai khác. Mình thấy vườn đào này khá đẹp các bạn ạ. Cây cao thì khoảng 2,5 m tới 3 m nhưng mà hoàn toàn bằng đào bích và được quấn từ nhỏ chứ không phải là đào ghép như các bạn nhé. Quấn từ nhỏ và trồng từ nhỏ tạo những cây đào như này đó. Một cây như này nó cũng giá cũng hết hơn chục triệu rồi các bạn đó. Thực sự là những cây này mình rất thích luôn. Hoàn toàn hết trồng từ nhỏ nhưng các bạn thấy ý tán tiếp này rất là dày này. Cái khăn vườn đào này thì cũng bán gần hết rồi. Nói chung là
toàn bộ các vườn đào thế của người dân ở đây là mục đích là cho thuê là chính, và ít khi họ bán thì chỉ là những cây nhỏ tặng vừa thôi các bạn. Những cây này có thể họ bán theo cặp đấy, họ chơi theo cặp. Cây này là họ chơi hay chơi theo cặp này. Những cây này là vừa Tết, như tầm đi khảo sát bây giờ là từ 20 âm tháng chạp, và tháng vừa Tết đến Tết là hoa này bung nở rất là đẹp.